Tôi thích ca môn Phật. Con là Hải Nguyễn miền Tây cùng anh Tùng Nguyễn miền Tây. Xin chào quý khán giả bà con cô bác gần xa. Thì hôm nay con có đến gặp sư phụ Tinh Thanh và có một anh ở xa là ở Mỹ. Thì có nhắn tin bình luận trên kênh con rằng như vậy là nhờ con đến cầu pháp của sư phụ Tinh Thanh, là cái anh này hồi xưa có theo pháp của một vị minh sư nhận tâm ấn, và anh đã bán nhà cửa tài sản để theo cái vị minh sư đó mà tu. Nhưng mà sau khi ảnh tu một thời gian rồi á, thì ảnh thấy có ở trong đó có nhiều khúc mắc quá, vấn đề tiền bạc hay là vấn đề này, nữ nhân gì đó, rồi thì ảnh mới quyết định là cùng vợ con rời khỏi nơi đó. Thì nhưng mà khi mà rời khỏi á, thì ảnh cứ hàng đêm anh ngủ là anh cứ anh thấy minh sư đó xuất hiện trong giấc mơ và bắt ảnh phải là con phải quay về với ta để tu, nếu không vợ con sẽ chết. Thì rồi ảnh cứ hoang mang, thì nhờ và ảnh có xem kênh của con rồi liên hệ nhờ con xin sư phụ cho một cái pháp nào đó để cho ảnh an tâm và chỉ một cái con đường tu đúng đắn để anh tu ạ. Nam mô A Di Đà Phật, con xin mời sư phụ Tinh Thanh. Theo như lời kể có gì đó là đang dính vô thầy tà, tại ông gì tà rồi đó là nó thâu hết tài sản mình đó. Khi mình quy với người ta rồi nó bỏ bùa ngải hoặc âm binh cho người mình, bắt đầu có nhiều tài sản cái dâng hiến hết cho người ta. Mình có thể là như sư phụ của nó chỉ rồi đó, có thể là trì có thần chú đóng ấn lại, trì có thần chú đó thường xuyên. Rồi lâu ngày cái vị thầy đó muốn mà muốn muốn quấy phá cũng không quấy phá được, mình phải tự giữ mình. Cái này tôi khuyên các bạn đồng tu nên nhớ, người tu chân chính không có cần tới tài sản gì đâu, họ chỉ cơm ngày hai bữa. Thế cúng mình cúng lại cúng một chút ít tiền, có thể là thuốc men hoặc lộ phí vậy thôi, chứ mình nhiều khi mình cúng nhiều quá mình lại hại người ta, làm cho người ta không tu được nữa. Cho nên các bạn đồng tu nhớ, ngày xưa có một vị thầy tu trên núi, lúc đầu tu tinh tấn lắm, trồng rau xung quanh ăn thôi, nhưng mà khi người ta cúng lên vài chục triệu là cái vị đó là không tu được nữa, xây ra là làm dùng cái tiền mới làm đủ thứ, và lâu dần bỏ tu luôn, xuống núi luôn. Thành ra mình tu mình đừng có cúng người ta nhiều quá, tức mình dứt giới thân và mạng của người ta. Không phải mình đi cúng dường nhiều là tốt đâu, có khi người ta đang tu tinh tấn ngon lành vậy, mình đem tiền bạc tới cúng nhiều quá nhiều, mình giết mất cuộc đời tu của người ta luôn. Tại vì người ta không phải là người đã chứng thánh, ta vẫn còn ở trong cái tham. Giống như mấy vị trụ trì trong chùa, khi giới định huệ người ta gần tròn sáng rồi, cái mình đem bao nhiêu tiền tỷ này tỷ kia để cúng người ta, cuối cùng người ta đã rớt hết trơn luôn, là do cái người cúng dường. Có khi mình cúng dường la phước mà có khi cúng dường lại tạo tội. Mấy vị cúng dường nên nhớ điều đó, có người cúng dường tạo phước, có người cúng dường tạo tội, cúng giết chết đời tu của người ta luôn, người ta không còn tu được nữa. Khi cứ cúng đem tỷ này tỷ kia để cúng cho người ta, cuối cùng người ta không còn tu được nữa, đó ở trong giàu sang không, bước ra thì xe hơi, về nhà ngủ máy lạnh, ăn uống là sang trọng, là sao tu được nữa. Cuối cùng mình giết chết đời tu của người ta, cũng lo cái người cúng dường. Người cúng dường mà không có trí huệ, tưởng đâu mình cúng nhiều vậy là mình cúng giúp ích cho tam bảo, nhưng mà đâu mình biết đâu mình cúng gì mình hại chết đời tu của người ta. Dạ thưa sư phụ, sẵn đây á, sư phụ có chia sẻ, sư phụ có nói đến các vị tà sư thì hay là ngoại đạo, thì sư phụ cho lời khuyên các vị sư tà sư ngoại đạo đó là ai để cho bà con được biết luôn, hay là được không sư phụ? Ngay bây giờ có những phái tà sư ngoại đạo, sư phụ không sẽ nói thẳng cái tên bây giờ đó ra luôn. Một là Thanh Hải Vô Thượng Sư, đúng là tà sư, mặc dù cũng dạy ăn chay vậy nhưng mà thuyết tà pháp không, ngoài mặt thì thuyết ăn chay lầm lần, nhưng mà đó là thuộc tà sư rồi. Minh sư Trần Tâm Roma gì đó cũng là tà pháp,
Những vị nào mà sư phụ từng nói rồi, dạy pháp người ta mà không đúng là kinh điển của Phật, đó là đường tà sự không, dắt người ta đi lầm đường lạc lối hết luôn. Khi họ dắt pháp ra, họ không có dùng kinh điển, mà họ tự thuyết, tự cho là mình có quyền năng. Đó những thiên ma đó, đó là những thiên ma mượn xác người. Mình phải nhìn biết ra. Khi mình gặp những hoàng hợp gia đình ai mà có gặp cảnh đó rồi thì mình nên tránh, tránh ra, hoặc là những câu thần chú sư phụ đã chỉ, coi theo đó mà trì niệm. Người đóng ấn là trì niệm, lâu ngày mấy tà sư nó thấy mình là né liền, vừa thấy mình là né ra liền, không còn tiếp xúc với mình nữa. Hoặc là người ta đã từng bắt mình làm đệ tử rồi, người ta điều khiển mình rồi, thì cứ cố gắng chắp tay lên trì niệm thần chú đó, trước tâm bảo cứ chắp tay lên trì niệm thần chú đó, lâu ngày phá và giải mọi bùa ngải của cái gì đó hết luôn, cái gì đó không có điều khiển mình được nữa. Chứ không thôi người ta điều khiển cả thân xác mình luôn á. Như một cái vị người nước ngoài có điện gì nói chuyện với sư phụ, là sư phụ biết người ta đã bị ông thầy tà bắt rồi. Cô đó là có nguyên một cục đen tròn như chanh bay vô người, là bị ông thầy bắt rồi. Mà vị thầy đó không biết là ai, nhưng mà thường thường có một môn phái nữa, khi mà mình theo vị thầy tu, vị thầy nó bỏ âm binh vô người mình, mà cái âm binh nó như chiếc cái hòn nữa, như chiếc chanh nữa, ở trong người mình chạy lộn vòng vòng trong người mình, là mình quy y với người ta, người ta sẽ bỏ cái đó vô người mình, là người ta bắt mình thầy độc. Theo cái môn phái đó là thường thường họ bắt thầy độc, chứ còn bên nhà Phật là không có thầy bắt ai thầy hết trơn. Ai giữ được nhiêu giới thì giữ, không có bắt thầy độc. Còn theo cái tà phái là mình có dâng hiến của cải cho họ hết, rồi thầy độc với họ, mà cuối cùng nhà tan cửa nát, chưa thấy mình đắc đạo đâu, thấy gia đình vợ con tan nát, tài sản thì mất hết, cuối cùng ân hận thì nó muộn. Khi một vị nó dùng quyền năng rồi á, nó điều khiển mình rồi, có khi về nhà người nữ nó bỏ chồng luôn, cứ theo ông thầy ở ngoài luôn, bị bắt rồi, bị bắt mất tiêu luôn rồi. Rồi có khi người nữ đó về với chồng, khi người chồng gần gũi thấy người nữ đó ma không à, không gần được, cuối cùng cũng thôi ra. Là sao vị bị tà sư nó bắt rồi, nó bỏ ma âm binh cho người rồi. Mà bây giờ mấy vị thầy âm binh nó xài rất là nhiều, cái dùng đó nó bắt hại người ta. Mấy vị đó sau này mà đổ bể ra cũng bị công an tóm hết rồi. Nhưng mà mấy vị đó nghe tới công an sợ lắm, nghe tới công an là họ sợ lắm. Tại vì làm bất cứ tà pháp nào mà nghe tới pháp luật là phải nể. Tại vì pháp luật họ có cái nhiệm vụ chuyên trị mấy anh tà sư đó. Biết mà tu cao tu dở mà hả, làm bậy là bắt rồi. Dạ, dạ thưa sư phụ, do nãy con có việc con phải đi ra ngoài á. Cái vấn đề của cái anh ở xa đó nói về tâm ấn của vị minh sư đó, bây giờ làm mình sao để hóa giải sư phụ? Bây giờ kêu gì đó sư phụ có chỉ cho ông đĩa là bắt ấn kim cang lên đóng vô người xong rồi ngồi trì Phật đảnh. Dạ. Đó sư phụ có chỉ cho ông đĩa là coi cái huynh đó coi theo đĩa rồi mà tu. Lâu ngày không có tài sư ngoại đạo rồi bắt tới mình đó nhân. Không có ông thầy bùa thầy pháp rồi bắt tới mình đó nhân. Thế không thôi là bị mấy người tà pháp nó bắt mình hết luôn á. Nó bỏ miếng đồ ăn vô nước, vô uống của mình rồi mình bị bắt rồi đó. Nó lợi hại gì á. Hoặc là nó đánh mình, lúc mình ngồi tu á, nó xuất hồn ra đi đánh mình á. Đập mình, thí dụ mình trì cái pháp nào đấu với chọi nó là nó xuất hồn tới, nó đánh. Mà người tu á, công lực mạnh là nó tới được. Như sư phụ chấp hết luôn á, chấp ngàn tỷ tên như vậy luôn á, tới gần sư phụ á. Chấp hết luôn. Nó quyền năng gì sư phụ chấp hết luôn á. Để nói là mạng dám nói gì là biết rồi đó. Mấy người tài sư thấy sư phụ rồi nó sợ rồi. Một phi hồ quở nó cái này nó chết liền á. Này là xưa giờ là lâu rồi không có quở ai. Chứ rồi đẩy cho trên người ta chạy đó. Bây giờ là viên người ta chạy đó. Thành ra sư phụ chỉ trách để chì. Đi đâu cũng gì đó. Uống nước. Đừng có nghe người ta mời nước rồi ăn rồi. Cứ nhào vô đó ăn rồi uống rồi mình chết chắc luôn. Sư phụ từng bị mấy đó rồi. Uống nước nó vô là cũng bị nữa. Bị đâu rồi nên mua cho nước suối theo đi. Uống rồi đậy nắp lại. Ăn nó ra mời ra ăn mình rồi mình ăn kêu mình bắt là mình bị bắt luôn á. Sư phụ nói là người tu chân chánh là không có lợi dụng của thế gian.
không có, không phải nói pháp gia để cho là cúng cho mình để mà ăn hưởng sung sướng, mấy người đó mấy người tà sư không à. Đó là buôn bán Như Lai, ăn rồi ở không, mượn pháp Như Lai nói ra để lợi dụng bá tánh bá gia, ngày sau đọ mang lông đọ sừng của mấy gì đó không à. Họ không thấy cái nhân quả đó, chứ còn người tu dân gánh đâu có cần cái đó, cúng dường ta cũng thèm nữa. Ngày xưa mười mấy năm về trước, sư phụ lên trên Bảo Lộc Lâm Đồng, lên như đó là có một sư bà lớn tuổi lắm, mà sư bà nó mới đất lớn lắm, mà bằng phẳng lớn dữ lắm, nếu đất tới thời buổi đó là khoảng mười mấy hai chục tỷ. Sư phụ điên đoàn cũng đông lắm, cũng có chục người trên đó, lên đó cũng coi vòng vòng đất đó. Sư đất đó là chùa Hoằng Pháp lên mua để làm đạo tràng niệm Phật, mà sư bà nó không có bán. Cái trước khi về, sư phụ mới chỉ sư bà đó, tối nay sư bà lên Tam Bảo quỳ xuống thắp nhang nguyện trên Tam Bảo, Tam Bảo cho sư bà biết những người đến hôm nay là ai. Cái đêm đó sư bà về, ở đoàn xe đi về thành phố, sư bà đó mới thắp nhang lên nguyện. Thì đêm đó sư bà thấy Tây Phương Tam Thánh mỗi người vàng như cái núi, vàng rực hết luôn. Cái sư bà mới điện về kêu sư phụ lên đi giao hết toàn bộ, nhưng mà sư phụ không có nhận. Đó là mười mấy năm về trước, chứ gặp mấy thằng tà sư rồi giao cái đó là nó nhận liền, lại nó ham thích, ai cúng nhiều nào thích nhiều đấy. Còn dưới đây là không có màng, dù do chúng trăm tỷ cũng thèm nữa, cúng 2000 thôi nhận, mà cúng trăm tỷ cũng lấy nữa. Ta nói là tới ngày mình chết không có nhận tiền của người ta, chỉ là 2000 đủ rồi, còn cúng vài trăm thì chuyển cho cái người ta đang khổ, chuyển qua dứt khoát không có lấy cụ thế. Cụ thế đó giống mình buôn bán Như Lai vậy. Dạ thưa sư phụ, cũng có một Phật tử ở xa có một cái câu hỏi thắc mắc như thế này sư phụ, đó là dẫu biết rằng người tu là ăn chay sống bình dị đơn giản và tu thì cũng làm ăn buôn bán bình thường thì đó là quá bình thường rồi, nhưng mà tại sao có những vị thầy buôn bán đồ chay là mắc còn hơn rất là mạng rất là nhiều lần, như vậy thì có đúng chánh pháp không sư phụ? Cái đó là ngoại đạo, cái gì đó có thể là ngoại đạo. Mấy người như vậy là coi như không có giới gì, giữ giới gì, giới gì họ cũng phạm được ấy. Thậm chí cả nữ sắc hoặc là bất cứ giới gì họ cũng đều phạm được hết. Khi họ giới họ lũng rồi là họ lũng hết luôn, lâu ngày họ lũng hết còn giới gì chứ. Thành ra mình nhìn vô là mình sẽ nhận xét được, không cần có gì đó nói pháp đâu, nhìn có mặt là biết rồi. Nói pháp lên đò là mình có mặt mình biết rồi đó, tà chánh này. Lâu ngày mình tin theo cái gì đó là mình đi lạc đường hết luôn. Dạ. Dạ thưa sư phụ, thì cũng con có nói thiếu có nè, cái vị thầy này bán nước tương quá mắc, mà ăn chay ăn chay là sống bình dị mà ăn nước tương quá mắc vậy thì chắc là sư phụ biết cái vị cái thầy này ha. Cái vị này sau này cũng giống như thầy Chân Quang vậy đó, Chân Quang gì đó, hay là thầy Nhân Đức gì đó, từ từ rồi bị ngộ lắm, tà không giờ thắng được chánh. Cái sức mạnh của quần chúng nó mạnh lắm, một khi đứng lên cái là coi như là không có ai làm lại sức mạnh của quần chúng đâu, tại vì đất nước mình là nhân dân làm chủ mà. Hay cái gì tiếng nói của nhân dân nó mạnh lắm, mà cái chánh thì lúc nào cũng thắng cái tà. Mấy hôm đó sau này bị lật hết luôn á. Dạ mấy thường quá mắc rồi. Thì nói ra sư phụ biết cái chùa đó là chùa gì rồi. Thành ra sư phụ cũng không muốn khôi hài cái tên của người ta ra làm cái gì. Mong rằng vị đó biết hối lỗi sám hối ngày đêm. Tại vì một người mà xuất gia mà phạm tội tăng tàn coi như là xong rồi đó. Trong giới luật là trục xuất đó. Không có cho gì đó ở trong lầm tăng nữa. Nhưng mà tại vì có nhiều khi mình quen ở trong giới hội mình quen nhiều người ta, có thể là mình quen biết người ta dễ nã, người ta không nói mình thôi. Cái đúng với luật Phật là xưa là người ta trục xuất ra khỏi tăng đoàn, không phải là thầy được nữa. Nếu phạm giới có giới không để sám hối được, có những cái giới phạm xong là đứt luôn, trở thành là một người bình thường thôi, chứ không bằng tướng tăng được. Giống như giới nữ sắc, một người xuất gia mà ăn ở với nữ xong rồi không còn là tăng tướng nữa, không thể là phát áo và xa của Phật được. Cái tội đó là tội trục xuất luôn á.
Này dù nói thẳng luôn, vậy nào cố mà sửa không thôi đọa ngục đó. Họ chưa thấy địa ngục họ chưa sợ, địa ngục chứa mấy gì đó là nhiều nhất ở dưới đó. Nó mượn áo Phật làm bậy, cuối cùng người ta cái người mà không tu hoặc tu ít ít, người ta không biết là kêu tam bảo người ta chửi, lại tạo thêm cái tội cho người ta. Ngay lúc người ta ở vô minh, người ta chửi tam bảo, tức là người ta lại mang cái tội nặng nữa, tức là mình làm cho người ta phạm cái tội, người ta không biết tăng là gì, người ta đè tăng, người ta chửi, cuối cùng làm cho cái người chửi mang cái tội nặng thêm nữa, cuối cùng dắt nhau xuống địa ngục hết luôn. Mình phạm tội mình làm cho người ta chửi mình, rồi cuối cùng á, hai bên đều phạm tội hết, có phải là do mình không? Thành ra khi giữ giới thì mình nên giữ cho mình, nhất là sư phụ khuyên với người nữ, giữ cho mình, giữ cho người ta. Nhiều khi người ta giữ giới trong sạch, nhưng mà mình không giữ mình làm cho người ta hư, rồi cũng do người nữ nữa, phá hư giới thể của người ta. Nó bật tu siêu rồi thì ta không quái ngại dù ở đâu, hoặc là cái nợ của người ta là trả, nhưng mà không dính như người ta dính gì. Còn người ta tu chưa được, người ta tu chưa có đạt, dính như đó rồi là buông được, dính như dính sam vậy. Cái dòng ân ái của nữ sắc nam và nữ nó dính còn hơn keo dính sắc nữa, nó dính rồi buông không có được. Này vô nói thật, ai mà có dính qua rồi không có buông được, nó cột chó mình chặt trong đó. Dạ thưa sư phụ, thì con cũng có thắc mắc như thế này, sư phụ nói vấn đề đó thì con cũng nghĩ là làm sao để phân biệt được người tu còn đang bị nghiệp duyên hay là chướng duyên, mà hay là và phân biệt được là người tu đó đang bị khởi tâm vợ tâm tà vậy sư phụ? Dễ biết lắm, khi người ta tu á, bắt đầu người ta giữ cái giới gọi là không có tham, giới đó là mình mới giữ trước được, là mình không cần dùng tiền của có ai hết. Ví dụ cúng cho mình thì đủ, mình đủ sống thôi thôi, hoặc là cúng gạo nước tương đồ ăn chay vậy, mình sống qua ngày thôi, hoặc là có nhận tiền thì cũng nhận đủ tiền đổ xăng đi xe thôi cũng được, cũng là trong lúc mình đi xe đi tới lơi cũng phải đổ xăng thì cũng nhận một chút ít vậy, còn quá nhiều mình đừng nên nhận. Nhận lâu ngày, mới đầu cúng 100-200 mình nhận, nhưng mà sau này cúng nhiều lên là mình sẽ rớt. Rồi lâu ngày cái mình kêu người ta quyên góp cho mình cho nhiều, tạo mình thay cái am mình tu ngon lành rồi, cái mình muốn cất lên chỗ đó thành một đạo tràng lớn bự ra, rồi cái đó mình không tu được nữa. Chứ ở trong xây dựng càng ngày người ta cúng vô nhiều nào mình không còn tu được nữa, cứ mình lo xây dựng phát trương cái đạo tràng cho bự, cái chùa cho bự lên, rồi thâu đệ tử cho nhiều, cuối cùng mình đi lạc đường chứ không gì hết. Rồi ngay lúc đầu mình chặn từ lúc đầu là mình sẽ không bị vướng đó, mình quyết qua lòng tu rồi mình khơi buông, rồi buông ngay lúc đầu, còn mình không dính là dính từ từ nó sụp hố ngàn chút một chút, mới đầu giới thì lủng một chút xíu rồi từ từ lủng bự ra, không giá được nữa. Dạ dạ thưa sư phụ, cũng có một chú khán giả cũng nhờ con xin hỏi sư phụ như thế này, là Hải Nguyễn ơi, nhờ con nhắn với sư phụ như thế này, là chú niệm Phật được không niệm mà niệm rồi, có khi còn bị cà lâm, nó tự niệm Nam Mô A Di thiếu chữ Phật thì dạ thiếu chữ Đà Phật, thì nhờ sư phụ Tịnh Hành có thể cho ý kiến là nguyên nhân tại sao như vậy, bị thiếu chữ như vậy. Cái đó là vị đó đang ở trong người có một phần đang theo, chứ không phải là của vị đó niệm. Mình nên nhớ tự tánh mình niệm, thí dụ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì mình phải nghe rõ tiếng niệm của mình. Còn nếu mình ngưng lại mình nghe niệm mà thiếu này thiếu kia là biết cái phần trong người nó niệm. Hình như mình phải nhận rõ tự tánh mình niệm hay là người khác niệm. Hoặc là mình nghe ở ngoài cả trời niệm Phật, hoặc đi đứng đâu cũng nghe niệm Phật hết, đó là mình đang vớt ngủ ma hết. Mình mới nghe tự tánh mình niệm. Ví dụ tôi đang niệm Nam Mô A Di Phật, tôi biết tôi đang niệm Nam Mô Phật, nhưng mà khi tôi không niệm mà tôi vẫn nghe, đó là lạc rồi đó, là mình không nên theo, không nên chạy theo những tiếng đó. Tự tánh mình phải niệm ra, hàng ngày quân tập vô tự tánh mình. Hiện giờ các đạo tràng niệm Phật đều sai bét hết trơn luôn, cứ niệm Nam Mô A Di Phật niệm ra tiếng không, niệm đã là đi kinh thành, ngồi niệm cũng ra tiếng,
niệm ra tiếng vậy rồi lúc lâm chung không có niệm được. Có người niệm mấy chục năm năm rồi mà không giống ai vậy. Cái người tu niệm đúng ra, xây dựng tâm niệm, lâu ngày mặt mày sẽ đỏ ao hồng hào bóng lưỡng đẹp ra. Còn mình không biết cách tu mình niệm lâu ngày mặt mình nó thui, có khi nó không giống ai vậy. Rồi bệnh đau đủ thứ bệnh. Còn tu đúng bảo đảm là không có bệnh, người mình sẽ không còn bệnh, mình sẽ tự trị bệnh hết cho bản thân mình luôn. Tại sao người mình có một cái sức đề kháng rất là mạnh, thêm một thần lực của Phật nữa. Cái niệm Phật đó vừa tự lực vừa tha lực, là muôn bệnh mình cũng không còn, mặt mày hồng hào đẹp lên. Còn mình niệm mà mình nó xanh lè xanh lét hoặc đang người lùi, rồi mình niệm chặt rồi tới càng ngày niệm tướng hảo quang minh, rồi mình niệm tướng tới thui đen lùi, rồi mình bị chặt rồi đó, mới nên sửa sai lại. Dạ dạ thưa sư phụ, thì có một anh tên là Lê Vinh, thì anh có nhắn với con thế này: anh Hải ơi, cho em xin hỏi thầy, em thường có cái tánh biết và cái không biết, vậy cái nào là như như, xin sư phụ Thanh Thanh có thể chia sẻ. Cái biết và cái không biết đều ở trong vô minh, nó không phải là như như. Như như chừng nào mình có quân tập thì sư phụ cũng từng giảng trong kinh, trong mấy cái đĩa trước, muốn lìa khỏi biết gì không biết thì một là phải lo niệm Phật bậc thiền định hoặc là tu tổ sư thiền, rồi lâu ngày mới vượt qua cái biết và không biết. Còn không nhờ mình ở trong, thí dụ người ta thông minh mà đâu có tu đâu, mà kinh sách nào cũng coi qua cũng nói được, đều nói pháp gì ra nói người ta đều biết hết. Hoặc khi mình nói ra người ta mở mạng lên, trong mạng nó có đầy đủ đó, người ta thông minh đọc qua tôi biết hết trơn à, mà tao không tu người nào hết trơn. Thành ra mình không có dùng cái trí của thế gian mà hiểu bên Phật pháp được. Cái Phật pháp phải đi vào nội tâm. Giống như có nhiều người giảng hiện giờ đốn tu đốn chứng hoặc là thiền trực chỉ, hay là biết một cái là thành Phật không tu gì. Hiện nhiều mấy vị sư bây giờ, mấy thầy bây giờ ra cứ nói như vậy không. Nếu mà cái gì đó đại tinh anh hỏi có cái trả lời được không, nói mình đốn tu đốn chứng hay mình có biết, rồi lên đây gặp tinh thanh rồi tinh thanh hỏi gì trả lời coi mình có trí huệ hay không trí huệ, là tự sẽ biết liền. Người thông khi mà người ta có trí huệ là thông hết pháp thiền tịnh mật hay tổ sư thiền, người ta đều thông suốt hết, hỏi là đáp, cái gì cũng biết hết. Còn người mà ở cái đó ở trong cái không có vô sắc đó, nó còn ở cái ngu si, nó không có biết được cái gì chứ, nó gọi là ngoan không, thanh thanh tịnh tịnh mà ở trong ngu si. Thành ra vị Đăng Dướng nó cố coi kinh Phật và học, nó chỉ giảng tới cái biết, nó tự tánh nó vậy thôi, đứt đường. Rồi nó giảng chung chung không, đi vòng vòng ngày đêm hoặc đĩa này qua đĩa kia cũng vòng vòng vậy không, không làm cho gì. Khi giảng là người ta nghe người ta biết sao tu vô, người ta đi vòng vòng bắt đi vòng 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 qua vòng lại, mình mở đĩa cái gì đó lên mình nghe mình sợ luôn á, nghe không biết gì đang dạy mình cái gì nữa, nói vòng đi vòng vậy. Toàn là cái thế chí biện thông không, ở trong cái thức, rồi họ cho phải làm chủ cái thức. Nhưng mà cái thức đó là cái thức sanh diệt, ở trong cái thức đó ngàn đời rồi, ngàn tỷ năm cũng ở trong cái thức đó không. Người tu người ta chuyển cái thức qua cái trí, trí là có thể tịch không không, là như như, đó là cái trí. Còn cái thức là nó nghĩ cái này nghĩ cái kia. Dạ thưa sư phụ, thì cũng có một cái chú này ở quá xa, là chú nói là chú cũng tu theo pháp kiến tánh mà sao ngồi thiền bị sưng mình, xin xin thầy giải đáp giùm. Tu theo pháp kiến tánh là ngồi bị sưng mình, nó nhiều cái nội ma ngoại ma dữ lắm, bây giờ không gặp mặt đâu có nói được. Dạ. Tại nó trùng trùng luôn á, có người bị này người bị kia, có người khi tức cái ngực, nó vô bình thường sao vô ngồi niệm Phật hồi tức cái ngực, hoặc vô nhòi gì chú mà nó sưng cái cổ nó không được, có nhiều cái bị dữ lắm. Mà giờ vậy đó coi theo đĩa đây, thì theo cách đây là chỉ đóng ấn chì thần chú đó đi rồi ngồi thiền. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Phật dạy khi ai trước chuẩn bị vô ngồi thiền định, tránh bị quấy phá bởi ma quân hay ma dương quỷ dương gì, tránh bị quấy phá, thì mình hãy ngồi đạo tràng, trước khi ngồi xuống mình hãy niệm thần chú đó,
rồi mình mới vô ngồi thiền định, chứ không thôi mình bị, mình vô là bị cản hết đường luôn. Khi chưa vị, người ta ở trong vô vi nhìn vô biết gì đó đang tu tiến là người ta tới đánh giết hoặc khảo, có khi họ đánh giết mình không cho mình tu, tại vì mình là quyến thuộc của người ta, giờ mình tu mình thoát khỏi người ta không cho mình. Khi mình tu tới đâu, người ta chư vị đó người ta sẽ nhìn thấy mình đang tu tiến tới đâu, ta sẽ tới chặn mình, chặn lại không cho mình tu tiến nữa. Thành ra nên coi những cái ấn mà đây chỉ với lại những thần chú đây chỉ mà tu rồi đó, lâu ngày tự mình vượt thoát ra tu tiến lên. Người tu đúng rồi mặt mày sẽ sáng đỏ hồng đẹp lên, mặc dù trường trai chỉ ăn rau cỏ vậy nhưng mà rất là đẹp. Còn không thôi mình có ăn thịt ăn cá ăn bớt tẩm bổ gì cái mặt cũng đó thôi à. Hoặc có khi mình ngủ là bị nó lấy tinh khí xuất tinh, có một loài ma chuyên môn nó để hút tinh khí đó, là khi người ngủ rồi nó hút cái đó, là tự động ngủ là nó hút hết luôn. Lâu ngày cái mặt mày xanh lẹn lét, đêm nào cũng bị nó tới hút á, rồi lâu ngày cái người đó tu xanh lẹn lét cái mặt. Có người bị vậy mười mấy năm luôn, ở đây chỉ cách giải cái là xong rồi. Còn không thôi đó, có mình mới có bị đó không. Người nữ cũng vậy mà người nam cũng bị, có khi người nữ rồi cũng bị vậy luôn. Thành ra cái tu á, mình phải có vị thầy chỉ cho mình cách để mình quá giải. Còn ở vị thầy tu chưa tới thì không biết đường chỉ người ta, hoặc là những ma chướng như vậy làm sao dám chỉ. Con ma nó dữ hơn ông thầy, đạo lực nó mạnh hơn, rồi ra ông thầy nó dám hó hé tiếng nào, hó hé là nó nhào qua nó xử ông liền. Có những vị thầy khi ngày xưa sư phụ đi về Gò Đen, cái cô đó bị không biết ma quỷ gì dự nhập bà, ông thầy đó 70-80 tuổi rồi tới nó xé đồn luôn, nó không sợ ổng. Cái ổng mới điện tình anh xuống, mà trên đường đi là nó trốn rồi, nó biết cái loài ma quỷ nó hay lắm, mình chưa tới nửa đường nó biết rồi, nó trốn. Đi tới nơi nó trốn vô buồn, nó hỏi ông thầy đó là ai vậy. Cái mình mới dụ nó, mình nói ông thầy này ông hiền lắm, đi ra nó nói chuyện, cái đầu nó ra nó khai hết luôn. Tại vì cái phần vô hình nó nhìn vô người đó nó biết ai rồi. Còn có anh chị ngày xưa có quen một người huynh đệ, khi cái ông có người đó bị cái kêu đi tới, ở đây vừa tới là trên đường đi thôi, là cái ông đó là ông tạm đặt gọi là ông ngoại cái gì đó đi rồi, trốn trong buồng cho mày tắm không dám ra luôn, đóng cửa lại cả nửa tiếng hồ đóng cửa không ra, tại mấy phần nó sợ quá nó trốn cho người ông mấy phần lực luôn. Trên đường đi đây tới là không biết nó trốn trước, cái đầu mấy đứa cháu đứa con là mới mở cửa ra, khóa cửa ra, dắt ông ra, dắt ông lên tới vừa gặp đây xỉu xuống liền, là những phần nó xuất ra nó bỏ nó chạy, là ông xỉu xuống nhưng mà ông tỉnh lại. Đó là những phần ma quỷ dựa vô người, ở đây khỏi cần chị đâu, nó thấy là nó xỉu hoặc nó xuất ra, rồi có khi đây dỗ vài ba cái nó xuất rồi, dù cho quỷ ngàn hai ngàn năm đây cũng chị cái một đây đó thiệt á. Không phải đánh đập giống như mấy ông thầy dưới miền Tây đánh đập con ta, nó chứng dỗ chán nhẹ nhẹ một hai vài cái là nó xuất rồi, hoặc là vút vút mọi cái thôi. Còn có người đánh đập người ta gần chết luôn vậy. Con thấy đánh đập gì cái xác sao chịu nổi sư phụ? Thì bởi vậy, cái gì đó không có biết, không có thần lực gì dùng cái thần chú, dùng với ông thầy mình tổ mình truyền cho cái thần chú, mà cứ đeo con ra đánh đập con ra gần chết luôn. Khi chị không biết lành chưa mà cái xác nó mệt rồi đó, bị đánh gần chết luôn. Đánh nó ngắt nó nhéo đè nó đập gần chết luôn. Còn đây không có chị như vậy, cứ khi vừa thấy mặt là xuất ra rồi, chỉ cần đi tới thôi nó xuất ra đó, hoặc là chuyên dỗ chán về một cái là xuất ra rồi. Nhưng mà trước khi xuất nó kể nó là ai, rồi nó làm sao nó theo cái xác này, nó kể đi hết luôn, rồi đó là nó đi. Đây là mấy vụ đó là coi như là hồi xưa giờ gặp nhiều lắm, đó là tâm linh. Còn với mấy vị mà dự nhập mà thấy đây mà dám hổn. Vậy sư phụ có thể kể một câu chuyện mà sư phụ gặp một con quỷ mà dữ nhất không sư phụ? Thì sư phụ nhập nhiều lắm. Sư phụ gặp một cô đó là cắm bài quỷ dựa sát luôn. Nó tới, nó quỳ xuống, nó khóc, kêu sư phụ ơi, tụi con tới cầu cứu sư phụ, tụi con đang bị một bài quỷ nó theo sát, mà sư phụ thì không nhìn thấy, mà nó kể gì thì nghe vậy thôi. Gặp nhiều lắm. Giống như sư phụ từng kể con quỷ nó lùng á, đụng thứ mốt mà nó đâu bạc đắt luôn, mà con quỷ nó dữ lắm, chắc mấy trăm năm hả? Ừ, quỷ nó già lắm rồi, nó loài quỷ mà nó thúi lắm, nó càng quỷ lâu năm nào nó tới đâu thúi dữ nữa.
nó là quỷ ngộ đúng không nè, con ma thì nó đỡ thúi hơn, mà ăn quỷ lâu năm nọ thúi dữ này, nó hôi thúi lắm, mình ngồi gần mình cũng hôi luôn á sư phụ, trời ơi mình nghe chịu nổi nó thúi vô rùm mà. Nhưng mà nó thấy sư phụ là nó trốn hết rồi, nó không tới gần sư phụ nổi đâu. Sư phụ kể chuyện là lên núi vài năm giếng đi với mấy huynh đệ, là tới chỗ đỉnh núi rồi là lúc đó đi với huynh Chí nè, với huynh Nhàn lên ông sư đó, đó là huynh Chí là lên đó, thì phụ nói ở sau cục đá sau thú rùm mà nó dám nói là con quỷ ở trong đó. Mình chỉ nghe cái mùi như chuột chết, mình lên là mình cái nói rồi ở đây có mùi chuột chết, cái ông sư đó ông nói chắc chuột chết đó huynh ơi, mình không nói con quỷ mà mình biết con quỷ ở trong đó đông lắm, mình không nói, mình nói chuột chết, cái ông sư nói là chắc chuột chết đó. Cái đêm đó mình ngủ trên cục đá, cái ông sư đó ông nói đêm đó huynh Thanh ngủ á, xung quanh á ngạ quỷ nó quỳ lên quá trời lớp lớp hàng ngàn, nó quỳ xung quanh huynh Thanh á. Cái mình nói tôi ngủ ngon lắm tôi không thấy gì, cái ông nói trời lúc đó nó quỳ xung quanh huynh quá trời luôn, ngạ quỷ nó trùng trùng lớp lớp vậy, nó quỳ sắp tay quá trời luôn. Cái mình thì không thấy gì, sau này có ông huynh đệ kể, mấy vị huynh đệ nó thấy là cục đá bự đó là ở của mấy ngạ quỷ đông lắm, nó trùng trùng như đó, mấy cục đá bự ở trong cục đá cho ở của nó, mà mình lại ở nằm trước mặt tụi nó luôn. Nhưng mà cái vị sư đó thì ông nhận ra hết chưa phụ? Vị sư đó thấy hết rồi á, vị đó sư đó hay lắm, thấy vô hình hết luôn, thấy quỷ thế ma hết luôn, nhưng mà ở đây thì không thấy gì chứ, ở đây không thấy được, người ta còn thấy kể lại đây đây giúp giùm thôi chứ là không thấy, đây có tu chứ cái đầu thấy, nhưng mà ma quỷ thần nữa hả? Rồi sư phụ nói mấy vị thần lên núi luôn núi cấm, sư phụ nói mấy vị thần ở đây đệ tử của tôi, cao mấy ông thần núi nhập xuống ông sư, nó vừa khóc nó vừa nói miếu miếu có nuôi người ta ngày nào nói người ta đệ tử, sư phụ bất cười, ông thần nó nhập vô giác cũng nói không có tôi người ta ngày nào nói người ta đệ tử, vừa nói vừa miếu bất cười nhớ luôn. Rồi có lúc ở núi cấm cũng vậy nữa, mấy vị thần nhập sát tới gì đó kéo tới cái soi căng cái mấy người kia, cái đây sư phụ cũng nhắm mắt nói, đâu coi thử đây coi làm sao, cái mấy ông thần nó nói sư phụ như tấm gương lớn kính trong lớn đó, không thấy gì, thấy tấm kính trong suốt thôi chứ không thấy được gì. Cái sư phụ cười, hồi xưa sư phụ đâu là như vậy, người ta muốn gần phải mượn sát nó tới, các thần cả trời cứ muốn tới gần sư phụ phải mượn sát tới mới gần được, không tới được, tới gì không chịu nổi cái ánh sáng của sư phụ đâu. Sư còn có nghe nói là, dạ thưa sư phụ, con có nghe nói là các vị thần cũng cúng dường các chư vị mà tu cũng như tu cao á, phải không sư phụ? Đúng rồi, chư vị đó người ta muốn cúng dường, nó vô mình lên núi ta muốn cúng dường người ta nó mượn xác người, mượn xác người ta cúng dường mình, chứ người ta không không thể mang cái của người ta tới cúng được, tới nó tan, tại là họ đang ở trong cái vô minh cái tưởng, ở trong cái cõi nước đó là đang còn trong cái tưởng, họ tới mình đánh sáng mình họ sẽ bị tan ra, không tới gần được, nó chó lò thì không nổi, phải mượn xác hết, mượn xác ẩn vô xác đó rồi mới tới gần sư phụ được, hoặc họ muốn hỏi pháp sư phụ họ phải ẩn vô xác họ mới tới gần sư phụ được, chứ khơi sư phụ ngồi giữa núi giữa trời đất luôn, không có vị thần vị trời tới gần được hết, ở chỉ ở xa rảnh lễ thôi đó, sư phụ nói thiệt luôn, không có tới gần sư phụ nổi đâu, bao là sư phụ ngày em mà họ chỉ thấy khói sáng rồi chứ không thấy được hình tướng, không tới gần được. Diêm Vương có tới gần có tới không nổi đâu, sư phụ nói thiệt luôn, kể cả Diêm Vương luôn á, đã lên mạng nói là sư phụ nói là sự thật, còn ai tin không tin thì đừng có phỉ báng, phỉ báng là tự mình giết mình á, ngày sau thì tự mình không ai xuống mình phỉ báng người ta nói mình nghe không được, mình bấm cái đĩa đó ra mình đừng có coi nữa, mình đừng có chửi, đừng có khen chê gì đó, mình cứ coi clip khác đi, ông này nói mình không nghe vừa lỗ tai mình, cứ bấm ra đừng coi, cũng đừng có chửi, chửi sao sanh ra nghèo khổ miệng méo đừng đổ thừa, tại mình phỉ báng người ta, còn chỉ cần khỏi cần chửi đâu, chỉ cần gì đó chửi trong tâm thôi, sư phụ nói cả pháp giới trong thế giới luôn, chỉ cần đừng có chửi, chứ chửi trong tâm thôi, còn biết sư phụ tu thiệt tu giả liền à, tập cho biết đó, khởi trong tâm thôi chứ đừng khởi cho tiếng gì chứ, là biết ở đây có thiệt có giả liền à, chỉ cần chửi trong tâm, mình đừng nói ai biết, trong tâm mình chửi người ta thôi, kêu ngay Tịnh Thanh chửi tên Tịnh Thanh, chửi trong tâm thôi là biết thiệt giả liền, sư phụ nói cỡ đó rồi đó, cứ chửi chửi trong tâm đừng lộ ra, đừng cho ai biết á, tự mình biết thôi, mình chửi người ta mình tự mình biết thôi, rồi đây do biết thiệt giả liền. Dạ, ngoài những cái câu
nói chuyện sư phụ gặp vấn đề tâm linh á, sư phụ còn vấn đề nào không? Chia sẻ cho bà con gần xa không sư phụ? Nhiều chuyện tâm linh lắm, giống như chị em Linh là nói nghe người ta nghe ngỡ ngàng, tại mình quá sức quá. Địa Tạng Vương ngồi giữa cửa, cái tên nó gì, cái này nghe người tu nghe hãi hùng hết luôn, mà đây là sự thật. Thí dụ kể là không có giọng ngữ. Nó dài không sư phụ? Cái câu chuyện này nó dài không? Câu chuyện này cũng là ngắn thôi, nhưng mà kể hết chuyện này sẽ có nhiều chuyện tâm linh khác để kể. Vậy thì con xin một clip về chuyện tâm linh riêng ha, được không sư phụ? Cũng được. Dạ. Dạ, dạ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì clip đến đây cũng là hết. Con là Hải Nguyên Miền Tây cùng anh Tùng Nguyễn Miền Tây xin chào quý khán giả bà con cố gần xa. Và trước khi kết thúc video, sư phụ có lời nào để gửi cái quý khán giả gần xa, một cái lời cảnh tỉnh nhắc nhở nào cho anh ta bà con tu hành tinh tấn không à sư phụ? Xin phiên các bạn đồng tu, khi mình tu trên đường dưới mắt gì nên xem cái đĩa có tịnh thanh mà người tự mình gỡ ra, hoặc mà mình tránh bị người ta bắt hoặc người ta đánh đập mình, nên coi những cái đĩa đó, coi đi coi lại đang biết đường mình tu. Mình không cần phải kiếm thầy đâu, coi theo đó mà tu. Mở một câu hả? Dạ. Dạ, câu hỏi cái điều gì ạ? Dạ dạ. Dạ. Dạ, dạ sư phụ sẵn có một cô Phật tử xin sư phụ thể chia sẻ về vấn đề của thầy Thích Giác Hạnh có nói là niệm Phật 6 chữ là Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà khi mà trước khi lâm chung nó dài quá đi, câu dài quá, nếu mà mình niệm 4 chữ cũng được, thì theo như sư phụ cái vấn đề này có được không sư phụ? Có thể mình niệm A Di Đà Phật. Có người ta khi người ta niệm không nổi người ta mô Phật, hoặc có người có một chữ Phật thôi, tùy theo tâm thức của mọi người, không có cố định đâu, do căn cơ cạn cập của mỗi người mà niệm thôi. Có người có chữ Phật Phật không, khi họ lâm chung họ không niệm nổi, trên miệng họ chỉ phát ra Phật 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 Phật, đó có lâm chung. Có người thì A Di Đà Phật, có người họ vô tự tánh rồi họ không có niệm gì, họ nằm như một giấc ngủ thôi, mà trong đầu họ lúc nào cũng đều đều có A Di Đà. Họ không cần với đại chúng nó niệm đâu, không cần bất cứ người nào, họ nằm êm vậy, trong đầu họ lúc nào cũng đều 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 có Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ thưa sư phụ, cái vậy là mình có thể niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là khi hoặc là niệm A Di Đà Phật, hoặc là niệm Phật Phật Phật, thì do căn cơ và do cái tình hình sức khỏe hay là cái lúc đó của mỗi vị đều được hết đó ha sư phụ? Đều được hết, tại vì nó không có cố định. Do công phu sâu cạn đó mọi người, nó không cố định. À vậy, nhưng mà con theo con có một ý giống như là cái người mà do cái lúc đó bị có thể là chỉ có thể có khả năng chỉ niệm Phật Phật thôi, Phật dẫn chứng, hoặc là A Di Đà Phật thôi, Phật dẫn chứng. Nhưng mà có nhiều người có thể mình có khả năng, mình có sức khỏe đầy đủ mà niệm bỏ qua kiểu làm biếng vậy, là mình sao chứ bộ? Không có được, phải tập trung niệm, ví dụ niệm thường ngày á, niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng được. Hoặc mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật cũng được. Thành ra cái là không có cố định đâu. Nhưng mà theo ở đây tu thì biết, cái người còn trẻ khỏe thì nên niệm 6 chữ. Tại vì niệm á, 6 chữ nó đủ sức để khai mở, nó khai mở bản thể mình hết luôn. Có thể mình trứng ngay tại đời này luôn, không cần phải giảng sanh gì đâu. Nó khai mở toàn thân mình, nó sáng quắc. Còn 4 chữ là mình chỉ chờ đúng giảng sanh, không khai mở được cái gì hết. Dù cho tu 70-80 năm nó cũng không khai mở được cái gì hết, khi được giảng sanh. Đây là sự tiết lộ bí mật thiên cơ tiết lộ, đó là thiên cơ tiết lộ. Dạ thưa sư phụ, thì trước khi mà kết thúc video cũng xin sư phụ cho lời khuyên cho những bà con ở nước ngoài không lỡ mà theo các vị mà tà sư á, rồi bây giờ họ tu như thế nào và con đường nào để họ tinh tấn trên con đường đạo pháp này.
Thì sư phụ chỉ trước khi á phải lại tâm bảo trước đi rồi đóng ấn lại rồi trì theo thần chú của sư phụ chỉ. Rồi xong rồi niệm Phật mới thoát khỏi cái tay tà sư đó được. Cứ tin ở tam bảo, tin ở thần lực của Như Lai, chỉ cần một câu thần chú mình tiên ra là tất cả ma quân đều xếp gió quy hàng hết luôn, không có gì là dám chống đại cự lại hết. Tại vì thần chú nó có nhiều cấp bậc lắm, quỷ thần bộ, liên ba bộ và Phật bộ. Câu của thần chú quy phụ là nằm trong Phật bộ, còn những câu thần chú của Bồ Tát là liên ba bộ, còn có quỷ thần gọi là quỷ thần bộ. Cái thần chú nó có cao thấp mà tùy theo bản thân của mỗi người mà truyền nghe câu thần chú đó, khả năng của người đó là ai mà truyền câu thần chú của ai, nó phải theo cấp bậc, chứ không phải người nào muốn truyền cái gì là truyền. Tu tới đâu mới truyền được câu thần chú gì, chứ không phải là mình muốn truyền cái gì là được đâu. Ví dụ mình tu mới có liên qua bộ, mình dám truyền Phật bộ đi mình chết tươi liền, mình không phải là vậy. Thành ra tùy theo khả năng thuyết pháp độ sanh của mình, tùy theo căn cơ của mình mà mình nói, mình tu nhiều mình nói nhiều, mình nói quá mình sẽ thành tội đại dung ngữ. Ví dụ mình tu chưa tới cảnh giới đó mình nói rồi mình sẽ thành tội đại dung ngữ, rồi chư vị hộ pháp long thần á, người ta xử mình á, người ta quét mình liền á. Giống như những gì tu bậy trong chùa hiện nay đang bị quét á, chuẩn bị từ từ người ta thanh lọc nhiều lắm, ta quét những vị tà sư đó từ từ quét sạch đó. Bây giờ quý vị tà sư đang xếp gió hết rồi, quét banh từ từ quét tới quý vị đang xếp gió là hết rồi. Người tu khi xuất gia vô chỉ hai bàn tay trắng thì khi ra đi cũng hai bàn tay trắng. Còn người nào thấy mình vô xuất gia hai bàn tay trắng mà khi lâu ngày mình quá trời sở hữu là biết mình đã tu sai rồi, nên sửa lại đi, cứ coi đi đó mà sửa. Kịp không kịp là do bản thân mình, mình đã tu sai rồi mình sửa. Ngày xưa mình đi xách già bộ đồ vô chùa quy y thì mình có hai bàn tay trắng thôi, không sợ có tái tài sản nào hết. Còn bây giờ mình xem lại, mình tu học 5-70 năm hoặc 30 năm nay mình đang sở hữu cái gì là biết mình sai rồi, nên sửa lại. Không thôi thì mang lông đội sừng, đừng nói người ta không cảnh báo trước, tới ngày cái phước nghiệp đến đâu là mình theo cái nghiệp tội của mình mà đền trả. Có thể mình lừa gạt thế gian người ta, nhưng mà ở trên lưới trời thì thưa mà khó lọt, mọi việc mình làm thì người ta được ghi chép hết. Mong rằng mấy vị đó sai thì sửa, tỉnh ngộ lại, đừng có lừa gạt người ta nữa. Còn có vị tu đi tụng kinh, tụng cái kinh 10 mấy triệu, rồi tụng vậy mấy người nghèo người ta lấy tiền đâu mà tụng. Vô người ta có người thân chết tụng 10 mấy triệu, rồi người ta nghèo, có ôm không đủ ăn, làm sao đủ 10 mấy triệu rồi đưa cho mình. Có mấy ông thầy tu bậy bạ dữ lắm, nó buôn đó gọi là buôn bán Như Lai á, gọi là tà sư á. Ngày xưa mấy vị không dám nói ra sao, nói ra ông có bùa khoái, bùa phép, rồi ông có thần thông đánh đập người ta đâu dám nói. Còn ở đây thì hụt chấp hết luôn, chấp bao hết luôn á, nó tà sư đó ở đây bao hết luôn, cứ kiếm đi. Con trốn sư phụ, thầy sư phụ, cái con không có việc con trốn. Mấy ông tà đó hút bao dây luôn á, khởi tâm đồng niệm là ở trên vô thiên là hút rồi đó, thảo long thần pháp là hút rồi đó. Dạ. Khởi bậy là long thần pháp là hút rồi. Đâu phải sư phụ nói pháp gì mình đâu, đi với phụ trên trời á là đông lắm, mịt mịt chư thiên chư thần nó đầy hương á, chứ không phải phụ đi mình. Đi mình ngồi nổi gì. Mấy ông tà sư nghe phụ nói là dám hú hó hé vậy phụ. Tốt kém hơn. Rồi hết đĩa chưa? Dạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Hải Nguyễn Miền Tây, cùng anh Tùng Nguyễn Tây và các vị khán giả ở gần cũng như ở xa. Cảm ơn sư phụ Tinh Thanh đã chia sẻ những bài pháp rất hay để gọi đến quý khán giả gần xa. Dạ, chúc quý khán giả gần xa thanh tâm thường an lạc. Và dạ, hãy nhớ like, share, đăng ký kênh để ủng hộ cho anh em chúng con. Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Chia sẻ để tắt vô. Tắt vô. Vậy là ứa vô nè. Dạ.